là một trong những thức uống quen thuộc của người Việt Nam. Trà được các gia đình sử dụng hàng ngày hoặc làm quà biếu. Khác với trà mạn, trà sen, trà đinh hay trà săn tuyết, thời gian gần đây thì trên thị trường xuất hiện loại trà đặc biệt được ủ trong quả quýt, khiến không ít người quan tâm. Trà phổ nhĩ quýt hay còn gọi là tiểu thanh cam có nguồn gốc từ Vân Nam, Trung Quốc. Quả quýt được hái vào tháng 8 khi quả quýt chưa chín hẳn, có vỏ dày và lượng tinh dầu chứa ở lớp vỏ nhiều nhất, hương thơm đậm đặc. Sau đó sẽ được lấy hết ruột bên trong, giữ nguyên vỏ rồi nhồi chặt trà phổ nhĩ vào, mang đi phơi nắng. Lúc này thì tinh dầu quýt thấm sâu vào trà, thúc đẩy quá trình lên men giàu lợi khuẩn, có khả năng làm dịu đường tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về dạ dày. Trà phổ nhĩ quýt năm nay thì được nhập số lượng lớn về Việt Nam và được các mối lẻ giao bán nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử, các chợ online cùng chủng loại mẫu mã nhưng giá chênh lệch khá lớn. Với hộp trà 6 quả, có giá bán là 300.000 đồng, tính ra mỗi quả quýt to bằng ngón tay cái ướp trà bên trong có giá lên tới 50.000 đồng. Mỗi kg trà phổ nhĩ quýt có từ 90 đến 100 quả có giá lên tới gần 5 triệu đồng. Tuy nhiên cũng có nơi bán với giá chỉ 380.000 đồng một thùng 500g. Loại trà này có thể pha bằng cách đun sôi hoặc ủ hãm như trà mạn. Nước trà phổ nhĩ có màu nâu đỏ, mỗi quả có thể pha được 2 đến 3 lần, mỗi lần từ 0,5 đến 1 lít nước. Vị của nó thì giống hệt trà mạn của Việt Nam, khác ở chỗ là có mùi quýt quyện với trà, đắng ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt ở hậu vị. Tuy nhiên, trà phổ nhĩ quýt hiện tại xuất hiện trên thị trường chủ yếu qua kênh bán hàng online, rất khó để kiểm định chất lượng của trà.